망. 조사의로는 한국어에서 방향, 수단, 재료 등 다양한 의미를 가지고 있는데요. 베트남어에서 비슷한 의미로 사용되는 표현은 망이라고 해요. 예시를 통해서 정확한 의미를 알아보세요. 리 망 세 마이 리 망 세 마이 리 망 세 마이 Đi du lịch bằng máy bay. Đi du lịch bằng máy bay. Đi du lịch bằng máy bay. Đi học bằng xe buýt. Đi học bằng xe buýt. Đi học bằng xe buýt. Ăn bằng đũa. Ăn bằng đũa. Ăn bằng đũa. Viết bằng tay. Viết bằng tay. Viết bằng tay. Xem bằng điện thoại. Xem bằng điện thoại. Xem bằng điện thoại. Tôi đến đây bằng tàu điện. Tôi đến đây bằng tàu điện. Tôi đến đây bằng tàu điện. Em học tiếng Việt bằng gì? Em học tiếng Việt bằng gì? Em học tiếng Việt bằng gì? Chị đi làm bằng gì? Chị đi làm bằng gì? Chị đi làm bằng gì? Món này nấu bằng gì? Món này nấu bằng gì? Món này nấu bằng gì?